Người nhá, chào mọi người đã đến với video tiếp theo của bố con mình. Chào nhà nhá. Hôm nay vào trong quê ngoại đi với cậu đi xem kiếm được cái tổ ong không, hay bảo có tổ ong to lắm, chả biết có to không hay là cái cậu mới phét. Đấy. Cái bảo to bằng cái thúng ấy nhưng mà chả biết có to không. Phét thì nói nhưng mà to là được không? Đấy. Bây giờ trong này toàn keo thôi nhỉ, từng gây keo thôi. Bãi này rộng ba nhỉ, nhiều cái cây ấy thế, cây gì nhỉ? Cây đắt, có nhiều nhưng mà không biết cỏ kia nó lại dạng cây đắt. Quả đấy ăn cái sờ vào mà ngứa bà. Đấy. Ôi đây đây cậu mặc quần áo để chăm tổ ong đâu đấy? Tổ ong đâu ấy cậu? Đâu ngay cây nè. Đâu? Tôi nhìn này mà không thấy đâu ấy nhở? Bảo ngay cây chỗ này mà chưa thấy đâu. À cây bên trong kìa. À đây, ôi trời ơi. Cây bên trong, ui to vậy chứ, tổ này to vậy chứ. Các cậu đưa phép nó không? Đâu, nhưng mà gần bằng cái thúng thôi chứ không bằng cái thúng. Zoom lại cho mọi người xem nhá. Đây, chấm đen ở dưới này, đây, thấy chưa? To chưa? Đây. Ui giời, to đấy, to thật. Đây. Cái này mà đứng gần nữa. Thế là làm thế nào đây? Cắt cây à? Ui giời, tránh xa. Chạy xa. Chạy bà con nhé. Chạy xa. Cái này ấy. Cái này ở đây luôn. Đây là nên mang cái bộ đồ cho. Này ở gần đây là nó bay ra nó đuổi đấy. Đấy, đưa cho chai ra. Không, mày đặt điện thoại ở đấy đấy. Không, mày zoom lại. Đi xa mà zoom lại. Gần cái này xuống nó đốt luôn đấy. Gần gần này đeo cái kính chắc không sao đúng không? Ừ. Nhìn đấy, zoom này. Đấy cậu chắc ở gần này đeo cái kính chắc không vấn đề gì. Đấy, thằng ba đưa nó. Ui nó bay ra kìa. Ngồi riêng đi nhá, không đợi. Giá nó cửa lắm mà điện này. Cứ quay thẳng. Ui, nó bay ra. Ui nó bao đầy cậu mình kìa. Ui nó bay đầy chứ kìa. Ui dồi. Còn nó bay đầy kìa. Ui dồi. Ui trời. Nó bay nhiều thật. Không biết có chắc không nhỉ? Chắc, đang chắc đấy. Đang nhiều con đấy. Nó đang sẽ ít mày đúng không nhỉ? Lên này, nó bắt lên này. Bắt lên kia. Ủa, làm đúng không? Ui dồi. Đừng có đi thẳng vào đây nhá, đi vòng đằng kia ấy. Túi đây, cứ đi vòng đằng kia ấy, đừng có đi vào đây. Đi vào đây là không kịp chạy. Đấy, nó vẫn đi đằng sau đầy cả. Đi đằng sau đầy đây đâu. Đi thẳng đi. Đi lên đi. Đi ra trước cậu. Cậu lấy đâu rồi mọi người ạ? Nhìn có vẻ chắc lắm. Đi. Úi giời. Đi.
hết rồi. Mấy lắm. Mấy không? Thấy không? Ui, 4 năm lúc à. Ui rồi. Ấy từ nhá, vẫn còn hai con đấy, nó còn vèo đấy. Rồi hết rồi. Kia đây. Đây để đây kiểm tra đi. Ui giời. Trước kia nó còn vui, tầm một bát con nữa. Thế nó đập xuống à? Ừ, không nhặt được. Ui giời. Ui. Ui chắc. Được cái này chắc đấy. Ui giời. Chắc chưa? Ui giời. Chắc vô. Ui giời. Ui giời. Ui chắc. Phải hết nghe gần vậy nè. Nó vỡ. Một hai. Rồi cái này không hề vỡ mà như này. Ui cái hai con này lớp. Này. Năm lớp. Ui giời. Năm lớp bao nhiêu ạ? Ui giời hết rồi. Ui giời, cái này tuyệt quá. Con có mang cái gì đi ạ? Ui giời. Con có mang cái túi bóng đây, quần áo để ngoài thôi. Con có mang túi bóng gì nhỉ? Đấy. Anh em tạm để vào đây nhá. Ui nó kì ạ. Ui mày non là tha chứ. Ui trùa con vua nó mất xuống con này. Ui cỏ chứ không chứ. Đứt đầu vẫn chắc này. Đầu chắc nhất đấy. Chắc lắm. Mấy lắm. Chắc lắm. Còn con nữa. Được rồi, hai xuống này chắc nhất này. Trắng như này rồi. Đúng gì chứ? Cái này không ấy. Ý này chắc đấy. Đúng cái bé này mà chắc thế này cơ mà. Nhưng mà cái này nó đậy nắp thì ít. Cái này non hơn. Cái này nó da ở rồi chắc da. Ở đây nó da. Da con đây. Cái này bất vui. Chắc thật. Bốn lớp to, một lớp nhỏ. Cậu mình bảo con một tổ trên này nữa mọi người ạ. Trên này làm nốt. Cái này nó mà to bằng cái vành mâm con. Ui giời. Chặt cái này thì nó to hơn cái này. Chặt chưa kịp làm cái gì nó giật có mấy phát đổ luôn. Mình thấy cây to to nhỉ. Có một tổ lên nữa này mọi người. Đấy, ui xài. Đấy. Ui, tổ này cũng to đấy cậu nhờ. To đấy, 4-5 cổng đấy. Đây leo đồi thì mệt quá. Ôi, ngoài xe sao nhỉ? Ôi, mang một chai nước bỏ ngoài xe rồi. Ngay ngoài này này. Chỉ cần nằm ngoài ngay ngoài này trên 50 mét này. Đi dạo đi. Ây da. Con tổ ong vàng trên này này mọi người. Đâu rồi? Đây đây. Ừ, cái này. Đấy là cái. Còn cái bát tô. Ui trời. Giờ nó đốt rồi đấy. Đây này. Đấy. Chỗ này thì dưới lấy. Tâm kêu mùi này nhớ. Ở đỉnh nha. Ở đỉnh nha. Ở đỉnh nha. Ở đỉnh nha. Ê đứa mà con ảo. Ui. Thật đốt đau lắm ông này. Cho cậu thực hiện. Thầy nhìn thấy mình ố con con nó ngó thế. Đánh cho cậu thực hiện. Dùng khói. Uống con nữa tin đó. Dùng khói nhiều vào. Khói nhiều vào. Mới cho được mặt. Chạy dưới, chạy dưới.
Kín hết mặt vào. Thợ rừng. Ôi giời ơi. Thợ ông mình bắt đấy. Đúng kiểu thợ rừng luôn. Anh em bắt ông anh bắt ông bằng cái mũi cái điếu thuốc lá thôi. Mũi một điếu thuốc lá. Đấy, từ con ông nó từ đừng có lại đừng có làm cái bài ông nâu ấy nhá. Bày hết đấy, lên hết ngoài được rồi. Thổi mạnh vào. Đấy. Bày hết rồi. Còn có mấy con nữa xung quanh đấy nhưng mà cũng chuẩn bị lên rồi. Cũng hơi khó đấy. Không có khó đâu đấy. Đấy, rồi, okay rồi. Rồi, rồi. Okay rồi. Ui giời. Đường của ông đây này. Mới quay đây đàng hoàng đây. Nó dối đâu đấy. Ôi giời. Có mũi điếu thuốc. Nặng lắm. Ui, chắc đang chắc đấy. Đây này. Ui giời. Lỗ nào cũng có con đây này. Chắc. Mấy cái bé này là trứng hả bác? Trứng là trứng. Con nó cái vàng con nó. Trứng này con nó to này ăn cái con này ăn được rồi. Cái này. Có mấy lỗ không có rồi. Có mấy lỗ này chỗ này không có. Xung quanh vẫn còn đấy. Ui giời. Cái này con nó vàng ươm đây này. Ui giời. Là ông vàng. Ông vàng, con cũng vàng. Vàng. Đấy. Ngoài là trứng à. Trứng mấy con. Lấy được rồi mọi người ạ. Tổ này cũng không to lắm. Chủ yếu là nó dài. Ui. Tổ này không có hả cả. Ơi. Tổ này ít lắm. Ui. Được thôi cậu. Có bằng đấy rồi đó cậu. Này thôi mà tổ này chán thật. Có bằng này thôi á. Ôi được một tuần này khá khá. Đang có trứng. Tổ này đang làm. Cái này à, khá khá. Ui cái này cũng nặng phết đấy. Cái này nặng phết. Đi xuống à. Dưới này bắt mọi người. Nhưng người ta bắt trước rồi. Người ta đánh trước rồi. Hơi chậm một bước. Đi ăn thôi. Chậm thôi, ăn thôi. Bây giờ đi về nhỉ. Về thôi, về làm cái này thôi. Làm luôn. Cũng bó rồi nhưng mà sẵn làm luôn ấy, người ta làm mất rồi thôi. Người ta làm trước rồi ấy. Mang về đến nhà rồi mọi người ạ. Bây giờ sẽ bách cái con này ra, cái nhộng này ra. Cái này chắc lắm. Cam phụ hả? Cam phụ hả? Chắc bận quá mà nhờ. Chắc lắm. Đúng rồi. Có tí trong dưa này không có con rồi. Trong này chắc con giả của anh nhập thật đen. Ở đây để con giả. Con giả này. Thật đen cục quỷ đấy. Cái tổ ong vàng luôn nhỉ? Cho con. Ui giời. Con nó to bằng cái con bờ vé này chứ. Đây này. Ui giời ơi. Con ong vàng thì cũng to phết nhỉ, cái nhộng này. Bằng con ong này đấy. Đấy, gần bằng nhau luôn. Bằng nhau đấy, nhưng mà nó vàng hơn. Cái con này nó béo hơn, nó to hơn tí. Cảnh em mới dừa đấy, còn cảnh em. Ừ.
Nhưng mà cái loại này nó không biết đốt đâu. Đấy, anh em cứ thử mà xem cứ treo lên nó bắt rồi nhá. Đấy, nó bò. Bò nó bay nó không đốt đâu mà đấy anh. Vẫn cầm đây này. Đấy. Thỏ tiếng người chứ không tiếng mọi đâu. Ui giời. Nó tham đi vai bị ép lên kha lên. Cánh ôi liều lĩnh nhất đó. Này. Từ rút hết cái lọc này. Cái mình này còn hơn ui giời. Hả và hả cái hơi vào cho nó lủng ra đi. Kép rồi, bắt cùm nó ngọc kép đấy. Ui giời. Ui. Nhặt vô như cái này nấu cháo nhỉ. Đấy. Cái này nấu cháo á cậu. Cái nhộng hay là con giả? Con nó sắp trưởng thành đấy. Nó có chân rồi đấy. Nó có chân nhưng mà non á. Cái nó còn này đó này này. Cái chân nó nấu ngon. Rồi con nó to quá nó chặt nó cũng ra. Cái này phải làm cái khò đốt nóng. Đây, ui trời ơi. Đây ông này. Đây đây. Ui giời. Chắc như này ấy. Ui. Bỏ đầu ra đi ăn xì ấy nhỉ. Mới ngoài đấy nhộng nhỏ xong đến con to. Đây là hà bùa, hà bùa đấy. Hà bùa hơn. Ui rồi, ra đây này. Ui giời. Dạ hết luôn rồi. Chả không có nào nữa. Có mấy con thôi. Con như này. Đây con đây. À mấy con à? Đi. Ừ, thằng hết gì chứ. Ôi giời. Được một bên này được một Âu rồi đây này. Nhiều chứ. Ôi giời bên này một Âu đầy này. Ôi trời nhiều thế. Thằng ơi. Cái này à. Giang nước măng rồi. Măng lâu rồi đấy. Đấy, một Âu này, ui, chắc phải hơn cân. Ui, đầy Âu đấy. Cân, cái này hơn cân. Nghe nặng lắm. Ui ơi, hiểu thế. Lưng xong rồi, nổi xong rồi. Hiểu thế. Ăn cái ca này nó, cái ca ra á. Cái này tội là không quấy được. Cậu muốn đi nghe. Quấy cái này nó nát hết. Nát hết. Đến khối nát mà nó nát hết. Đấy, mắm muối đầy đủ rồi. Cái này để sôi lên được rồi. Để sôi lại chín rồi mà. Sôi lên là nát hết. Quấy nó nát bét hết nhà. Sôi lại để chín như vậy thì nó lại nhanh mà. Chín rồi mày ơi. Chín rồi, chín rồi. Chín rồi. Ui giời. Ngon quá. Ừ, ngon quá. Kiểu gì kiểu như liếm thử. Một hai con. Liếm thử chết người. Liếm thử chết người chèo một hai con. Ây da, thuộc quá. Mời mọi người nhé. Mình liếm thử chết xem vừa mắm muối gì chưa. Ngon quá. Thì cái măng chua chua con ong thơm nó lại bùi bùi nữa ngon tuyệt vời đấy chín chín đấy tuyệt vời nhanh nhanh xong rồi đó chín rồi bắt thử mấy cái lá lốt này nó không lá lốt để lúc chuẩn cái đấy nó bị chuẩn đấy ui giời ngon chưa ui giời này cộng với cái đấy nó chín chát chứ ngon này cơ mà chỉ nó lên mâm đá mới quẩn mới nếm thôi ông cũng đã đánh về rồi mọi người ạ nấu cũng chín rồi bây giờ thì mời tất cả mọi người dùng bữa nhá đây 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 đầu mùa các ông các thầy ban nhá nhà đây chúc các anh
mấy gì nghe thơm không quay lâu đi anh nắng là không quay cái gì cho mà anh thẳng mới ngon. Hai tổ ông bò vé nhưng mà nói chung được khoảng trên kg thôi. Thì mùa này nó còn nuôi nhỏ nhỏ bây giờ mùa đâu. Cho người cháu nó cái rau đấy cậu ơi, cái rau đấy nấu với cái gì đấy? Xào với mì mì trắng đấy miến mình chỉ là miến đấy hai rồi ăn rồi nhưng mà hai con chiếc về các bạn ăn cái vị nó hơi ngây ngây một tí cái này con xào mì rồi xào với gỏi cũng ngon đấy. Đúng nghe là xào thịt bò nhưng mà mình có sáng đấy, nếu mà lúc trưa mà lúc đi lên mà gặp cái này cái đây là cái món rau bồ khai ở trên núi đá. Rau này ăn ngon lắm. Mình thưởng thức là có khả năng là còn ít nhưng mà cứ ăn thì mà xem chữa được bệnh đấy. Chưa ăn mì ở đâu đi. Thế này là chữa được bệnh gan với các thứ nghe người ta bảo như vậy chứ mình chưa biết rõ lắm. Thế là chưa biết nhé. Cứ ăn rau mà xem có nhưng mà chưa ăn đâu nhé. Cái rau này còn ngọt đấy chứ. Ngon. Ăn ngon là cái ngày xào với tỏi. Để cái tên tôi xào với dầu thì bỏ không ngon. Dầu này. À thế. Thế tôi đủ cái gì cái gì có cuốn. Hãy bảo thái anh bảo gánh nhỉ. Gánh thì cần cái gánh chuôn thì tôi ăn lấy cái mới. Đây cho miếng này. Thế. Không gọi là bồ khai. Bồ khai. Mình là thấy giống cái dầu để là cái dây mình bôi cái gì đấy. Không mà. Thế còn gần giống như vậy. Mình xin tạm dừng video tại đây thôi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của hai bố con mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào mọi người.